Thứ hai sau Chúa nhật 18 thường niên. Bài trích sách dân số. Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai Cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa gang, rau cải, hành tỏi. Giờ thì chúng tôi suy nhược, thiếu hết mọi thứ quay đi ngó lại chỉ thấy mana mana hình giống hạt ngò sắc giống hạt trâu dân chúng đi rảo quanh mà hốt rồi cho vào cối mà say hoặc lấy chày mà giã sau cùng bỏ vào nồi nấu thành bánh mùi vị nó như bánh chiên dầu cứ thường đêm khi xương xa xuống trại thì mana cũng rơi xuống mô xê nghe dân chúng than khóc nhà nào cũng đứng ở cửa lều chúa bừng bừng nổi giận mô xê rất đỗi bực mình ông thưa cùng chúa rằng sao chúa làm khổ tôi tới chúa sao con không được nghĩa với chúa sao chúa bắt con phải mang cả dân này con đâu có cư mang cả đám dân này con đâu có sinh ra nó mà chúa bảo con Hãy ẵm nó vào lòng như vú nuôi ấm trẻ thơ, hãy mang nó vào đất ta đã thề hứa ban cho tổ tiên nó. Con biết tìm đâu ra thịt để cho cả đám dân này? Họ kêu khóc với con rằng, hãy cho chúng tôi ăn thịt. Một mình con không mang nổi dân này vì là gánh nặng nề đối với con. Nếu Chúa muốn xử với con như thế, thì xin giết con đi và cho con được nghĩa với chúa kẻo con phải khốn cực giường này đó là lời chúa hãy reo mừng thiên chúa là đấng phù trợ chúng ta dân tộc của ta chẳng có nghe ta israel đã không vâng lời ta răn bảo bởi thế nên ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tùy theo sở thích hãy reo mừng thiên chúa là đấng phù trợ chúng ta phải chi dân tộc của ta biết nghe lời ta israel biết theo đường lối của ta mà ăn ở thì lập tức ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng và để đập tan quân địch của chúng ta sẽ trở tay hãy reo mừng thiên chúa là đấng phù trợ chúng ta quân thù của chúng sẽ phải xưng tụng chúng và vận mạng của chúng sẽ bền vững muôn đời ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra hãy reo mừng thiên chúa là đấng phù trợ chúng ta Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, Ma kìa! Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng, Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng: Lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Chúa phán: Hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: Lạy Thầy, xin cứu con. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: người hèn tin, sao lại nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lại người mà rằng: thật, thầy là con Thiên Chúa. Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Genesaret. Nhận ra ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh và người ta đem đến cho ngài hết mọi kẻ ốm đau họ nài xin ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của ngài thôi và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành đó là lời chúa